Đấy ạ. Tức là lấy cái bước này, lấy cái đơn giá ước tính này nhân với cả cái mức độ hoạt động thực tế đến thời điểm bây giờ, mình đang sẽ làm một ví dụ hiểu ngay. Xong ví dụ này cô sẽ cho nghỉ. Cái ví dụ này chắc chỉ làm trong vòng 2 phút. Một doanh nghiệp sản xuất hai sản phẩm A và B, tiến hành phân bổ chi phí sản xuất chung ước tính trên cơ sở phân bổ là số giờ máy hoạt động. Biết tổng chi phí sản xuất chung tháng là 200.000, số giờ máy hoạt động ước tính để sản xuất ra A và B là 40.000 giờ. Được chưa ạ? Thực tế trong tháng A sử dụng là 15.000, còn B là sử dụng là 20.000. Vậy thì yêu cầu người ta là phân bổ chi phí sản xuất chung cho hai sản phẩm A và B theo phương pháp chi phí thông thường. Đúng không ạ? Các bạn đọc qua đề bài chưa? Nha. Nào, tổng chi phí sản xuất chung ước tính cần phân bổ là bao nhiêu? Tổng chi phí sản xuất chung ước tính ạ? Cả lớp mình ơi. 200.000 ạ. Là 200.000. Tổng tiêu chuẩn phân bổ sẽ là bao nhiêu? Tổng tiêu chuẩn phân bổ của mình ạ. Đây này. 40 Số giờ máy hoạt động đây này. Đây, cơ sở phân bổ tính trên 40 giờ máy hoạt động giờ. là 40 bao nhiêu ạ? 40.000 40.000 giờ. giờ đúng không ạ? Vâng. Vậy thì cái số liệu này sẽ cho chúng ta tính được Đơn là giá gì đấy ạ? phân bổ. Đơn giá phân bổ, chính xác, đơn giá phân bổ hay là đơn giá chi phí sản xuất chung ước tính phân bổ đúng không ạ? Còn đâu, cái 15.000 giờ này là số giờ máy thực tế của sản phẩm A trong tháng đấy bằng bao nhiêu, của B thực tế trong tháng đấy là bao nhiêu? Để chúng ta tính được chi phí sản xuất chung ước tính phân bổ cho A bằng bao nhiêu và B là bao nhiêu, đúng không ạ? Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài này ra vở nhé. Cái này rất quan trọng đấy. Còn cái gì cô bảo làm thì nhớ nhớ phải làm ra nhá. Nào, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái tiếp theo này. Nào, bây giờ nhá. Bước số 1, chúng ta đây là ví dụ số mấy đấy? Ví dụ mấy thì các bạn tự theo dõi nhá, như ví dụ 7 hay ví dụ 6 gì đấy, Ví số 7 vậy. 7. Rồi, ok, một này. Một của mình sẽ là gì đấy ạ? À, tính hệ số đúng không? Đây là tính đơn giá. Đơn giá. Đây chúng ta sẽ gọi là đơn giá. Đơn giá chi phí sản xuất chung phân bổ ước tính hoặc là ước tính phân bổ đều được nhé. Đơn giá chi phí sản xuất chung phân bổ ước tính được chưa ạ? Ước tính phân bổ đi ạ, nó hay hơn đấy. Ước tính phân bổ đây sẽ được tính bằng tổng chi phí ước tính cần phân bổ là bao nhiêu tiền nhỉ? 20.000 nhỉ hay 200.000 hay 20 100.000. 200.000 đúng không? 200.000 chia cho tổng tiêu chuẩn phân bổ là ước tính là bằng 4 40.000 40.000 giờ. thì đây ra bằng mấy ạ? Bằng mấy ạ? Bằng 5 à, 5 à, 5. 5. Mà tính cho 1 giờ đâm thế nó sẽ đây là giờ này. Nghĩa là 5 đơn vị tiền tệ trên 1 giờ máy hoạt động. Đúng không ạ? Nghĩa là cứ chạy 1 giờ máy thì tôi ước tính rằng chi phí sản xuất chung của tôi sẽ là 5 đơn vị tiền tệ. Đúng không ạ? Đấy, hiểu một cách bản chất của cái này đó là cứ 1 giờ máy chạy thì chi phí sản xuất chung của tôi phát sinh đó là 5. Đấy chưa ạ? Rồi tiếp 2. Hai đó là chúng ta sẽ tính chi phí sản xuất chung ước tính phân bổ. Ước tính phân bổ đúng không? Phân bổ cho từng sản phẩm. Này, cho từng sản phẩm. Xong rồi đây. Nào, đầu tiên ạ, đó là sản phẩm A. Sản phẩm A thì chúng ta sẽ lấy hệ đây đơn giá chi phí sản xuất chung phân bổ ước tính nhân với số giờ máy thực tế hoạt động đó là 15.000. À, đây bằng bao nhiêu ạ em? 15 nhân 5 75.000. Đúng không? Còn của sản phẩm B lấy 27 nó đang như thế này nha. Thực tế là bao nhiêu tôi chưa biết. Thực tế thì có thể sang tháng sau tôi mới chốt được số liệu hoặc cuối kỳ kế toán. Nhưng tại thời điểm bây giờ tôi đang phân bổ ước tính đây. Phân bổ tôi chỉ ước tính cho tôi đang là bao nhiêu ạ? 100.000. Và cái 100.000 này này sẽ được đưa vào để tính giá thành của sản phẩm.